Xin chào anh chị em và các bạn, tôi Tôn Ngọc đây. Trong đầu tư, những nhà đầu tư như chúng ta cần phải chú ý những yếu tố liên quan đến thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Thiên thời đó là yếu tố vĩ mô trong nước và quốc tế. Địa lợi thì đó là những cái câu chuyện về thay đổi, về hạ tầng, về tính chất, về những đặc điểm của bất động sản. Và nhân hòa đó là những cái thành phần, những con người tham gia trong quá trình giao dịch. Và ngày hôm nay thì Tôn Ngọc sẽ làm một cái chủ đề liên quan đến yếu tố thiên thời, liên quan đến yếu tố vĩ mô, đó là tin vui cho những chủ những cái bất động sản tại khu nhà phố thấp tầng của dự án Vinhome Grand Bắc đang phải gồng lãi. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây, thấy cái chủ đề này nó có thể giúp đỡ cho được một ai đó, hoặc ai đó quan tâm đến cái chủ đề này, thì anh chị và các bạn hãy chia sẻ cái video này đến người bạn đó. Trong đầu tư thì anh chị em và các bạn cũng sẽ thấy rằng những cái yếu tố về vĩ mô nó sẽ vô cùng ảnh hưởng đến kết quả đầu tư của chúng ta. Hay Tôn Ngọc sẽ lấy lại một chút về trong lịch sử. Ví dụ như trong thời kỳ mà lãi suất rẻ, lãi suất gọi là tiền rẻ, thì những cái thời kỳ mà từ giai đoạn từ 2014 đến 2021 gần như có những thời điểm lãi suất nó bằng không, thì chúng ta chứng kiến những cái pha bay của thị trường. Nếu mà từ giai đoạn từ 2014 đến 2021 thì những cái bất động sản, nếu mà trung tâm thì nó tăng 3 đến 5 lần, nếu mà chợ Bến Thành cộng ví dụ 25 cây như Vinhome Grand Bắc đi, thì những cái bất động sản xung quanh đây có thể tăng từ 7 đến 10 lần. Hoặc những cái bất động sản tại những cái khu vực mà nó tăng trưởng như những cái khu Bình Phước thì nó sẽ tăng từ vài chục lần, thậm chí có những cái bất động sản đặc biệt là nó sẽ tăng 100 lần. Thì đó là những cái trong những cái chu kỳ bơm tiền. Qua những cái chu kỳ hút tiền thì chúng ta thấy rằng những cái bất động sản có thể nó bị chia hai, thậm chí có những cái nơi mà khu tái định cư của sân bay Long Thành nó bị chia hai, nó giảm đi 60% mà còn không có thanh khoản. Đó là những cái trong cái thời kỳ mà khó khăn của giai đoạn tháng 10, tháng 11 của 2022. Và chúng ta sẽ lịch sử lại một chút về chu kỳ bất động sản. Thì bắt đầu từ những cái giai đoạn 2014 thì đó là pha đi lên của thị trường bất động sản, đến 2019 thì nó đã tăng được một nhịp. Lẽ ra từ 2019 đến 2023 thì nó sẽ là một cái pha điều chỉnh. Tuy nhiên thì tại cái thời điểm này thì nó Covid nó xảy ra, và cái thời điểm này thì Fed tiếp tục bơm tiền, thì dẫn đến thì nó sẽ có một cái nhịp tăng nữa của những cái thị trường tài chính, chứng khoán, coi bất động sản, nó sẽ tiếp tục có tăng. Và bắt đầu từ 2022, ví dụ như thời điểm tháng 3 của 2022 thì lãi suất của Fed đang là 0%, và sau tháng 3 thì lãi suất của Fed nó là 0,25%. Và tại cái thời điểm này thì khi mà dấu hiệu Fed quay đầu về lãi suất thì đến 30 tháng 4 của năm 2022, thì tại thời điểm này thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đó là siết chặt tín dụng. Còn đối với Fed thì họ sẽ tăng từ tháng 3 của 2022 đến tháng 7 của năm 2023, và bắt đầu từ 0% đến 5,5%, duy trì cái mức độ lãi suất cao như vậy từ tháng 7 của 2023 đến bây giờ. Và đối với lại những cái nhà đầu tư chúng ta, nếu chúng ta không hiểu về vĩ mô, gần như là chúng ta là gọi là mù mắt trong đầu tư, thì gọi là đầu tư bằng tâm linh, hoặc đầu tư bằng cảm giác, hoặc đầu tư bằng kinh nghiệm, thì cái đó có thể là mình ăn thì mình không hiểu tại sao mình ăn, và mình mất có thể là không hiểu tại sao mình mất. Và đối với lại cái câu chuyện của lãi suất của Việt Nam cũng như vậy. Trong cái thời kỳ bắt đầu từ tháng 5 của 2022 thì nó sẽ tăng cái lãi suất bắt đầu từ 5 chấm lên đến 11 chấm. Đỉnh điểm là tháng 11 của năm 2022, khi mà cái sự kiện Vạn Thành Phát bắt Trương Mỹ Lan, thì đó là cái thời điểm gọi là tê cứng về thanh khoản, gọi là mất thanh khoản của cái thị trường tài chính và cái thị trường bất động sản nói riêng. Và cái câu chuyện bây giờ thì tất cả những nhà đầu tư chúng ta phải đều hiểu rằng cái vĩ mô nó vô cùng quan trọng trong đầu tư. Và tất cả những nhà đầu tư chúng ta cũng đều hiểu một khái niệm rằng don't fight the Fed, có nghĩa là gần như là không thể chống lại Fed. Có thể là trong một cái giai đoạn ngắn hoặc trong ngắn hạn thì có thể là những cái yếu tố về lãi suất, yếu tố về vĩ mô của những cái quốc gia khác nhau thì nó sẽ khác nhau. Nhưng nhìn chung thì tất cả những cái thị trường tiền tệ thì nó gần như nó sẽ phải quan sát theo những cái tín hiệu của Fed. Và cái cuộc họp ngày 16 tháng 5 ngày vừa qua đưa về cái thông tin về chỉ số lạm phát, đó là CPI. Và chúng ta sẽ hiểu rằng cái đối với lại cái chỉ số lạm phát CPI hay là những cái chỉ số về sản xuất công nghiệp PPI thì nó là những cái chỉ số nó sẽ ảnh hưởng đến những cái quyết định điều chỉnh về lãi suất. Mà chúng ta cần cái gì? Cần cái thời điểm nào là Fed nó sẽ hạ lãi suất? Và cái thời điểm Fed hạ lãi suất thì cái chính sách của Fed nó khá là nhất quán. Khi mà nó đã hạ rồi
thì nó sẽ xác định câu chuyện đỉnh của lãi suất như thế nào và nó sẽ xu hướng dịch chuyển về đáy. Thì tại cái thời điểm đó, những nhà đầu tư chúng ta xuống tiền nó là vô cùng yên tâm và vô cùng an toàn. Và cái câu chuyện thì cái cuộc họp của Fed ngày 16 tháng 5 vừa qua thì công bố rằng cái chỉ số lạm phát của Mỹ tháng 4 thì nó sẽ thấp hơn hồi tháng 3, và cái lãi suất của Fed thì nó đang được kỳ vọng rằng nó sẽ hạ vào tháng 9 này trước cái cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ. Và cái câu chuyện này thì nó là tin vui cho những cái nhà đầu tư đang phải gồng lãi tại những cái phân khu thấp tầng của dự án Vinhome miền Bắc này. Đối với phân khu thấp tầng của dự án Vinhome miền Bắc thì chúng ta thấy rằng những cái sản phẩm ở đây nó trung bình từ 1 triệu đô đến 3 triệu đô, thậm chí những cái căn biệt thự thì nó rơi vào khoảng 4 đến 5 triệu đô. Mà đa phần những cái nhà đầu tư ở tại những cái sản phẩm như những cái dự án như thế này thì thông thường sẽ dùng những cái đòn bẩy. Và tôi đã quan sát rằng đối với lại những cái giai đoạn mà 2020, 2021 khi mà mở bán đó, thì 90 đến 95% những nhà đầu tư nó là dùng đòn bẩy. Tuy nhiên sau cái giai đoạn mà rũ bỏ hoặc là đào thải của thị trường, đó là rơi vào giai đoạn là tháng 5 của 2022 đến tháng 5 của 2023, thì gần như những nhà đầu tư khi đó thì gần như họ mua phải bằng tiền thịt. Còn bắt đầu từ tháng 5 của 2023 đến tháng 5 của 2024 thì những nhà đầu tư lão luyện và có kinh nghiệm và tận dụng được cái dòng vốn giá rẻ thì họ có thể dùng đòn bẩy, hoặc là họ sẽ dùng một phần đòn bẩy còn lại là đa phần là tiền thịt. Tại vì ai cũng hiểu rằng cái câu chuyện cái thị trường bất động sản nó không thể phục hồi trong một ngày hai ngày được. Nó thị trường bất động sản nó giống như một cái cơ thể của một người ốm, khi mà ốm xong, sốt xong đúng không, thì phải uống thuốc xong thì mới tỉnh ngồi dậy được, đứng được, đi được và đi thẳng được hàng được thì bắt đầu mới chạy được. Thì nó cũng phải cần một cái lộ trình, một cái quá trình. Và cũng quá trình Tôn Ngọc làm YouTube thì cũng rất là nhiều khách hàng họ gọi điện, họ nhờ Tôn Ngọc tư vấn cái thời điểm nào thì nó sẽ là ra hàng là tốt nhất cho những cái bất động sản này. Thì cái câu chuyện tài chính cá nhân của mỗi cá nhân khác nhau thì nó sẽ khác nhau. Nhưng đối với lại cái câu chuyện bức tranh chung thì đối với lại cái thời điểm ra hàng thì chúng ta phải căn cứ vào hai yếu tố. Một là nội tại dự án, hai đó là vĩ mô. Còn nếu mà anh chị và các bạn bây giờ rơi vào cái tình trạng gọi là mất khả năng thanh toán rồi, gọi không thể cân đối dòng tiền được rồi, thì gần như bằng cái giá nào thì mình cũng phải đẩy đi để cho mình giải quyết cái vấn đề, để cho mình giữ lại được cái hành kiểm tốt, để cho mình giữ lại được cái CIC. Thì đấy là những câu chuyện Tôn Ngọc hay nói vui. Còn nếu mà mình cân đối được dòng tiền thì mình phải ở những cái câu chuyện mình phải linh hoạt và quyết đoán. Ví dụ như trong cái chu kỳ trước mình kiếm được 100 tỷ rồi, và trong cái chu kỳ này thì ở cái thời điểm này mình mua một cái bất động sản nó là 40 tỷ mà bây giờ mình phải cắt lỗ xuống 30 tỷ, mình chấp nhận mất 10 tỷ. Thì đấy là cái câu chuyện mình phải chấp nhận. Tại vì nếu mà mình cứ tối ngày mình đâm chiêu vào cái vấn đề cắt lỗ, đâm chiêu vào cái vấn đề bất động sản nó giảm giá, mà mình sẽ không còn cái sự tỉnh táo, không còn cái sự minh mẫn, hoặc không còn cái sự tự tin để mình đầu tư những cơ hội khác. Trong khi mình lấy được 30 tỷ kia về, hoặc mình đâu đó mình cân đối được cái dòng tiền, mình có được cái lượng tiền về, thì mình có thể mình có những cơ hội thật sự nó tốt hơn, thật sự nó chuẩn hơn, và mình có thể mình kiếm được ở cái số tiền đó thì nó sẽ là hay hơn. Thì ở trong cái câu chuyện này thì nó là cái câu chuyện là linh hoạt và quyết đoán. Hay là những cái thời điểm mà 2022, thời điểm tháng 7, tháng 8, 2022 đến tháng 11 thì Tôn Ngọc cũng có rất là nhiều người khách. Có những cái khách hàng của Tôn Ngọc mà họ có những cái ngân sách, có những cái tài chính, họ đầu tư vào Vin ở đây khoảng tầm 100 tỷ. Và họ cũng gọi điện, họ hỏi Tôn Ngọc ở những cái câu hỏi như vậy. Thì Tôn Ngọc cũng sẽ trả lời như vậy. Nếu cắt được, sẵn sàng cắt nhanh, cắt sớm, chứ không có dây dưa. Còn nếu mà cảm thấy gồng được thì mình phải gồng đến cái thời điểm nào. Thời điểm mà ví dụ như tại Vin đây, nó có những câu chuyện như thế nào. Thứ nhất là cái bài toán điểm trừ, nó là về cái câu chuyện về hạ tầng giao thông, nó là một điểm trừ. Còn cái điểm cộng ở đây là sao? Nó vị trí vô cùng đẹp. Vị trí này không có thể còn cái vị trí nào tương tự như vậy. Nó là góc hai mặt tiền sông, giữa sông Tắc và sông Đồng Nai. Và cái vị trí này vô cùng đẹp. Và cái tổng thể dự án nó rất là lớn. Nó cũng gọi là một cái tổng thể, một cái dự án lớn và đồng bộ gần như là nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Để mà so sánh với Vinhome miền Bắc thì khó có một dự án nào có thể so sánh tương đương được. Và chúng ta thấy rằng những cái dự án thế này nó sẽ không còn ở trong tương lai nữa. Tuy nhiên thì bây giờ cái điểm hạn chế của nó là như vậy. Và cái câu chuyện nội tại dự án là sao thì mình phải căn cứ vào những cái tiện ích của Vin.
và chủ đầu tư thì cũng rất là nỗ lực để hoàn thiện những cái tiện ích. Và chúng ta thấy rằng những cái tiện ích của Vin, mình phải nói đến những tiện ích đặc sắc nhất thì đó là gì? Trung tâm thương mại Vincom. Còn lại những cái tiện ích khác thì nó là những cái thứ yếu và nó cũng có quan trọng thôi, nhưng theo đánh giá của tôi Ngọc thì nó sẽ không quan trọng bằng trung tâm thương mại Vincom. Mới gần đây thì Vin bổ sung thêm những cái tiện ích như Vin Wonder hay là sân tập golf. Thì ngoài ra có những cái tiện ích nó đang còn nợ là gì? Thứ nhất là bến du thuyền, thứ hai là bệnh viện Vinmec, thứ ba là cái câu chuyện cũng khá là quan trọng đó là cái tòa nhà biểu tượng 45 tầng. Thì những cái yếu tố đó thì nó sẽ thực hiện ở trong cái thời gian tương lai. Và ở cái thời điểm này thì chúng ta là những nhà đầu tư hoặc là chủ những cái bất động sản đang phải gồng lỗ ở những cái thời điểm như thế này, hoặc là mình cũng gọi là muốn ra hàng lắm rồi nhưng tuy nhiên cái giá nó không đạt như kỳ vọng, thì bây giờ mình phải lựa những cái thời điểm nào để mà ra hàng phù hợp. Thì thứ nhất đó là cái thời điểm trung tâm thương mại Vincom khai trương. Mà nếu trung tâm thương mại Vincom khai trương thì nên trước cái thời điểm trung tâm thương mại chính thức khai trương thì mình ra hàng. Còn nhờ trung tâm thương mại Vincom khai trương mà xong rồi nó tạch thì nó cũng là một cái điểm trừ rất là lớn. Hai, đó là cái câu chuyện khi mà đường vành đai 3 nó đưa vào thông xe kỹ thuật thì đó là cái thời điểm rất là ok. Và mình sẽ quan sát thêm tiếp theo đó là cái câu chuyện dân cư kéo về hay là cái sự bàn giao của những cái phân khu như phân khu Glory Hay, phân khu Beverly Solary. Còn đối với những cái phân khu như phân khu Mattery Central Boy hay phân khu The Lomier thì những cái phân khu đó thì mình sẽ xem coi cái lượng phủ đầy thì nó như thế nào để mình căn cứ vào cái tình hình đó và căn cứ vào những cái tình hình vĩ mô để mình quyết định. Và mình phải cân đối giữa cái bài toán nếu mình duy trì giữa từ 2024 đến 2026 khi mà thông xe vành đai 3 và trong vòng 2 năm thì mình cái mức độ lãi suất mình phải chịu nó là bao nhiêu, và cái lãi suất này thì chắc chắn là mình phải trả cho ngân hàng thì đó có thể là 16% hoặc có thể là 20%. Tuy nhiên nếu mà trong vòng 2 năm tới thì cái bất động sản của anh chị và các bạn có tăng được 30%, 50% không? Mà nếu cái câu chuyện mà tiền ngân hàng thì chắc chắn mình phải trả, mà cái kỳ vọng thì nó là cái câu chuyện của tương lai. Mà anh chị và các bạn không có một cái phương án A, phương án B thì tốt nhất là mình phải lựa chọn để mà an toàn. Thì mình phải lựa những thời điểm phù hợp bán. Còn nếu mà anh chị và các bạn cảm thấy rằng mình có thể cố gắng được thì đối với những cái dự án như Vin đây, tôi Ngọc khẳng định luôn ở cái vùng giá như thế này nó không phải là đắt. Tuy nhiên ở cái những cái bất động sản như thế này, như những điều trước tôi Ngọc chia sẻ, thì những cái bất động sản như thế này nó bằng 350 năm thu nhập của một cái người dân bình thường. Thì nhận đến những cái sản phẩm như thế này để mà nó giao dịch thì cái vấn đề thanh khoản nó không phải là cái độ thanh khoản tốt. Như anh chị và các bạn đầu tư tài chính đi, giả sử như mình cảm thấy lỗ cần phải thanh khoản, mình ấn enter phát là nó thanh khoản được luôn. Còn đối với những cái bất động sản thì đôi khi có bán lỗ thật sự cũng không phải bán được. Và bây giờ mình bán lỗ thì mình phải bán giá nào đây, và mình hiểu cái giá thị trường như thế nào, và mình hiểu cái sự hấp thụ của thị trường như thế nào, và hiểu những khách hàng nào nó sẽ là mua những cái sản phẩm của mình, thì đó cả là một câu chuyện. Và cái video này thì tôi Ngọc cũng chia sẻ nó khá là dài rồi, thì tôi Ngọc muốn chốt lại vấn đề thì có cái tin vui đó là cái chỉ số CPI thì nó ở trong cái trạng thái tích cực và Fed trở nên ôn hòa hơn, và kỳ vọng rằng Fed sẽ hạ lãi suất trong năm nay vào tháng 9 thì nó được nhà đầu tư kỳ vọng rất là cao, chứ tôi Ngọc không dám khẳng định. Và tôi Ngọc sẽ cập nhật những cái thông tin khi mà có những cái diễn biến mới, thì mình sẽ kỳ vọng rằng trong năm nay Fed sẽ hạ lãi suất ít nhất là một lần, và cái đó thì nó là một cái tín hiệu vô cùng tốt cho những nhà đầu tư. Và đối với những cái thị trường đầu tư như thị trường tài chính hoặc thị trường bất động sản thì khi mà dấu hiệu Fed hạ lãi suất thì đó là nó được cởi bỏ, nó được xóa bỏ cái tâm lý, và khi đó thì cái thị trường thì nó sẽ rất là tốt và thị trường nó rất là sung. Còn đối với lại cái câu chuyện về nội tại của dự án thì mình phải căn cứ vào những cái tiện ích đặc sắc của dự án khi nào thì nó sẽ có những câu chuyện về khai trương. Còn đối với lại những cái vĩ mô trong nước thì bây giờ gần như chính sách về lãi suất của mình là duy trì lãi suất tiền tệ này nhất quán rồi. Còn những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải quan sát thì đó là cái gì? Thứ nhất đó là tỷ giá. Nếu mà câu chuyện về tỷ giá mà không kiểm soát được thì có thể là quay xe về chính sách tiền tệ. Nhưng nếu mà quay xe về chính sách tiền tệ thì nó là có một cái điều gì đó nó cũng khó xảy ra. Tuy nhiên nó cũng vẫn có cái khả năng này. Khi những cái sự cố mà thiên nga điên nó xảy ra thì những cái câu chuyện đó thì những khi mà nó xảy ra thì đương nhiên tôi Ngọc phải làm những cái video để cập nhật cho quý anh chị và các bạn.
Thì đấy là những cái nội dung tôi Ngọc muốn chia sẻ. Và ngoài ra thì chúng ta về yếu tố chính trị thì chúng ta còn phải chú ý đến, đó là cái cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ, và tại Việt Nam thì cái vấn đề còn đốt lò nữa hay không, và khi nào thì hết đốt lò, và khi nào thì nó sẽ xảy ra cái câu chuyện nó là đại hội đảng cho một cái chu kỳ chính trị mới, cho một cái nhiệm kỳ mới. Thì khi đó thì tôi Ngọc tin rằng những cái thị trường bất động sản như cái thời điểm rơi vào tháng 10 của 2025, thì gọi là cuối năm của 2025, thì tôi Ngọc tin rằng cái thị trường khi đó nó sẽ rất là bừng tỉnh, tại vì khi đó mọi chuyện gần như nó đã xong rồi. Thứ nhất về chính trị đã ổn, thứ hai về Fed nó đã hạ lãi suất rồi, thứ ba chúng ta đang duy trì cái nền lãi suất thấp. Tiếp theo đó là những cái câu chuyện liên quan đến đầu tư công thì cũng khá là nhiều. Và tiếp theo bây giờ Việt Nam nó trở thành một cái sự hấp dẫn của những nhà đầu tư trong thế giới. Không phải dĩ nhiên, tự nhiên mình có 6 đến 7 cường quốc muốn quan hệ, muốn làm đối tác chiến lược của Việt Nam. Và tôi Ngọc tin rằng trong cái chu kỳ này thì cái thị trường bất động sản của Việt Nam nó cũng sẽ tăng trưởng rất là bền vững và rất là ổn định, và nó sẽ tăng trưởng tốt trong cái chu kỳ tới. Và nếu như anh chị và các bạn quan tâm đến những cơ hội đầu tư về bất động sản tại thị trường Việt Nam thì hãy liên hệ cho Tony Ngọc và đội ngũ. Chúng tôi có thể cung cấp cho anh chị và các bạn những cái thông tin, những cái cơ hội đầu tư để giúp cho anh chị và các bạn có những kết quả thành công trong giai đoạn từ 2024 đến 2027. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây thấy cái nội dung Tony Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích, hoặc có thể giúp đỡ cho đồng ngoài đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Còn nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tony Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Tony Ngọc và đội ngũ team Cú Len, góc nhìn đầu tư bất động sản. Tony Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi. Xin chào.